Cũng nói về đồ gỗ lũa, những gian hàng tiêu biểu của hội chợ Vinhome Long Biên ngày hôm nay, Đỗ Sinh đến tiếp với một gian hàng gỗ mà nhiều người nói đến. Đây là một gian hàng mà có một cái sập gỗ lũa lớn nhất trong khu vực hội chợ hôm nay. Tôi liền tìm đến. Đó là một cái sập. Trước ống kính chúng ta, tôi muốn anh chủ cơ sở sẽ giới thiệu với chúng ta về cái chất gỗ là một, diện tích bề mặt của cái sập này là hai, và giá giao lưu. Cái gỗ này là nó bằng xà cừ ạ, Vâng. xà cừ mà rộng khoảng tầm 2,8 m, khoảng chiều ngang khoảng tầm 2,5 m. Vâng. Vâng, thì giá cái này là 101 ạ. 110 triệu. Vâng, 110 triệu. Vâng. Một cái gốc xà cừ lớn như thế này nhỉ? Vâng. Ui dồi, kinh khủng quá. Có ghép ghiếc gì không anh ơi? Không ghép máy đâu ạ. Đẹp đấy. Xà cừ thì mới có cái giá đấy chứ. Vâng, xà cừ có giá đấy ạ. Mới có cái giá Vâng, 101 chứ. giá 101 ạ. Chứ nếu mà gỗ khác, gỗ quý Vâng, thì gỗ không quý thể thì giá đỡ được. không có giá đấy À, ạ. tôi cũng truyền tải luôn cái số điện thoại đó là của anh Hiệu chủ cơ sở. Đây là số điện thoại. Vâng. Ngoài cái sập lớn nhất trong hội chợ hôm nay, chúng ta đến với Gỗ hương, bộ gỗ ghế hương, bộ ghế gỗ hương bằng gỗ gù hương. đó, Và trị giá 201. gồm mấy cái 8 cái đôn ạ. mấy ạ 8 cái. 8 cái đôn và một bộ bàn như thế này. Hai trăm mốt à? Anh báo giá có hay có cái số mốt thế nhỉ? Vâng, lúc nãy thì 101, bây giờ 201. Và chốc nữa có một cái bộ nào lại 301. À, có bộ nào? Ê, 8 cái ghế này. Và còn đây nữa là bộ gù hương ạ. Và được chạm trổ xung quanh là đủ 12 con giáp. Và ghế đôn cũng là 12, để ăn với 12 con giáp. Và giá 250 triệu. Và để cụ thể hơn, Hương sắc Đỗ Sinh, chúng ta cùng nhau quan sát cái hình ảnh bắt đầu từ con đứng đầu hàng của một giáp, đó là con chuột, đó là Tý. Vâng. À, 12 con giáp được xếp chạy xung quanh sườn bàn theo từng vị trí của những cái rễ lũa. Lên xuống trùng điệp rất đẹp. Tí xong đó đến xỉu. Xỉu đâu? Cái này là cháu xếp theo thứ tự ạ. Không, không theo thứ tự, chỉ xếp theo nốt chân to. À, Vâng, nốt chân to, cái nào to thì xếp con chứ to, không phải cái là nào quay bé. theo theo Không ạ, vòng tròn. không ạ. Chỗ Vâng. nào to xếp con to, chỗ nào dê nó to xếp con to, chỗ nào dê bé xếp con bé. À, đúng rồi. Bởi vì nếu mà con lợn mà đưa xuống Vâng, cái rễ bé thì không 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 được không ạ. không không tạo tác được. Vâng, không tạo tác được. Vâng, đây là con rồng là Thìn này. Đấy, đây là con Đây dê là Mùi này. lợn Đây là lợn là Hợi này. khỉ Đây là gà này. khỉ dưới chân bác ạ. Dậu này. Đây là Thân là khỉ này.
Vâng, và xỉu là con trâu tận đằng này. À, đây là ngọ là ngựa. Và con trâu lại sang bên này cơ. Vì chỗ này bệ rễ lớn. Và đây là hổ, là dần. Và ngóc đầu lên chỗ kia là tị, rắn. Mười hai cái ghế. Và bên cạnh bộ ghế gù hương chúng ta còn thấy một bộ lớn hơn bằng gỗ gì anh? Bằng lát đỏ. Bằng lát đỏ. Lát đỏ. Vâng, lát đỏ. Cũng được chạm trổ 12 con giáp xung quanh. 7 món là có bàn là một này. À, một cái đi văng đằng kia là hai này. À, hai cái ghế này. Và ba cái đôn là 7 món. Đây là ba cái đôn nhỏ. Ba cái đôn, hai cái ghế, một đi văng và một bàn. Thế và ở đầu bàn thì có thiết kế một cây tùng nhỉ? Một ông tượng. Ông tài ạ. Vâng. Ông thần tài ngồi dưới gốc tùng. Giá bộ này 250 triệu ạ. 250 triệu. Vâng. Thế cái con báo bao nhiêu tiền anh? Con báo đấy của cháu 12 triệu. 12 triệu. Gù hương ạ. Bằng gù hương. Vâng. Cả đế. Vâng, cả đế, tất cả đế tiếp. 12 triệu. Gù hương. Vâng. Tầm rơi bản lên đúng rồi. Chắc từ nào thì biết. Nó cũng nhanh. Nó nguyên bản không có một cái gì. Kể cả là cái từ này toàn giấy hết, toàn bản, không bỏ nguyên bản thành như của ba thân ấy, chú hiểu chưa? Ba đẩy ra đấy, xong là người ta để trong nó bắt đầu bị bọn mua cái cây của nó rồi. Còn đâu toàn bộ cái này là cháu để thế này, cây này của cái thế căn đệ. Kia biết thế hai thân thì là huynh đệ. Ông thế này phải nói là căn đệ, đúng không? Hai có hai thân thì là huynh. Làm ba bộ bằng ba bộ. Thế ba là tam đa anh? Không, để một bộ thôi nhưng mà cái hai kia để cái khác. Vâng, thế còn bốn thì là cái gì ạ? Là tứ đệ. Thì cái này của cháu là nguyên bản. Thế năm anh? Năm ngũ đệ. Cái gì là đệ cả? Cái gì là đệ cả? Thế thì ông bà này sinh được nhiều con quá. Đấy, bộ này, chơi bộ này mới đẹp này. Ngũ này, lũ. Ngũ này mới là bộ đẹp. Đúng không? Có nguyên bản này nó mới đẹp. Nó không bị chọc vá mà nó không phải nó có. Tức là có. Tôi hỏi thật anh nha, cả cái bàn này có chỗ nào ghép không? Cả cái bàn này không có một chỗ nào ghép. Khẳng định là không có chỗ nào ghép chứ. Đấy, phải nhấn mạnh cái đó. Cái này không có ghép. Không bao giờ có chỗ nào ghép. Ghép biếu không rồi. Ghép được. Ghép còn biếu không rồi ba này. Rồi rồi. Không có ghép. Rồi 150 thôi. Người bán nó khoảng 150 về. 150 chả mua. Cái kiểu ông nào mua, ông nào mọc.
Cái này hôm nay anh báo 201 nhỉ? Cái này. Không, cái bộ này này. 201 mà. 201 mà.